Tiếp tục cập nhật vụ việc hai thanh niên đi xe máy lên đường vành đai 2 trên cao, tạt đầu ô tô và hành hung người đi đường. Sau khi triệu tập nhóm đối tượng lên làm việc, cơ quan công an đã ghi nhận lời khai ban đầu. Công an xác định, người điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH mang biển kiểm soát 29H1-47496 là Trần Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, và người ngồi sau là Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng. Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh khai trước đó đã xảy ra va chạm với xe ô tô của chị Thúy Anh, người đã tố cáo hành vi của hai thanh niên này. Theo điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị Thúy Anh lái xe ô tô lưu thông trên đường vành đai 2 trên cao, hướng cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Sở. Khi đến đoạn qua khu đô thị Tham City thì bị hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục tạt đầu. Hai thanh niên này sau đó điều khiển xe máy tạt đầu nhiều phương tiện di chuyển cùng chiều khác, thậm chí dùng chân đạp vào xe, đấm vào kính hoặc điều khiển xe lên phía trước đầu ô tô rồi phanh gấp. Đỉnh điểm vụ việc, nhóm này dừng xe thách thức, hăm dọa, yêu cầu tài xế xuống nói chuyện. Trong lúc chửi bới người phụ nữ, một xe ô tô 4 chỗ khác vượt lên cũng bị chặn đầu. Nhóm này sau đó giật cửa kính rồi xảy ra xô xát. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và đội cảnh sát hình sự, công an quận Hai Bà Trưng triệu tập Hiệp và Thịnh để xác minh làm rõ. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4, ngoài đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.